Shop Phụ Tùng Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu với anh em nguyên cái combo đầu lòng, dên và lốc của quay 110 Thái nha. Thì 110 Thái thì đầu tiên là anh em sẽ nói về cái cây dên trước đi. Thì cây dên của quay 110 là nó sẽ có chữ KFL ở trên phía tai dên à. Đấy, và cái cây dên này thì cả về cái độ lớn của cái tai dên, độ dài của tai dên cũng như là độ lớn của cốt dên và độ lớn của má thì nó đều hơn, không số nó đều vượt trội hơn so với cái dòng quay alpha hay là rim Thái super nha anh em nha. Rồi tiếp theo là về một lốc bơm nhất rồi. Thì lốc bơm nhất rồi thì cái nó sẽ khác so với lại lốc bơm nhất ti nha anh em nha. Lốc bơm nhất rồi là cái dòng này là cái lốc bơm của 110, và thường thì các anh em đi cái lòng đầu lòng 110 thì anh em phải gắn với cái lốc 110 này. Ngoài ra cũng phải đi với cây dên 110 này thì anh em mới lên được trọn bộ 110 nha. Đó thì hôm nay là mình có một bộ là đúng của quay 110 Thái luôn. Đây, AAB KFLF trừ 1 nha. Đó thì lốc này mình bao cho anh em là đang sử dụng, không có bị chảy nhớt nha. Đó, không bị chảy nhớt, không bị mục lũng ha. Đó, không hàn đắp gì hết. Đây, thì lốc này là lốc bơm nhất rồi. Đó, KFLF AAB nha, đúng của quay 210 nha. Đây là dên. Dên đây, dên thì cái dên này còn rất là ok, màu rất là đẹp. Bạc đạn Nachi gỡ lần đầu nha anh em nha. Gỡ lần đầu cho nên là dên còn dên nguyên chưa ép gì hết. Đây, tay KFL đây. Đó, tay KFL. Đó. Da băng ha. Nachi da băng. Đó. Đấy, bạc đạn dên hết nha. Bạc đạn dên hết. Đây trong má này, thường là cái dên dên ở trong má nó sẽ có số nha. Thì đây trong má nó sẽ có số là 21. Mình sẽ bật đèn cho anh em coi. Bật đèn cho anh em coi ha. Đây anh em. Thì đây mã của nó là 21 nha. Đó. 21 nha anh em nha. Hơi khó thấy một chút xíu. Đó, rồi. Bên này nó cũng có mã luôn. Bên này mã là số 1. Đấy. Rồi. Ắc là zin hết chưa ép nha anh em nha. Ắc nguyên zin chưa ép thì bộ này mình bán giá rẻ cho anh em thôi. Thì nếu mà anh em mua lẻ thì giá của lốc nó sẽ vào khoảng 1.3 triệu, dên nó sẽ vào khoảng 1.6 triệu. Đấy thì nó là gần 3 triệu rồi. Còn nếu như anh em mua cả dên và lốc luôn thì giá của nó chỉ có, mình lấy anh em giá nhanh gọn là 2.600.000 nha. Đó thì tính ra là cái dên 1.3 triệu và lốc 1.3 triệu rất là rẻ rồi. Lốc quay 110 Thái bây giờ anh em kiếm là gần như không có nha. Cái dên này là bao anh em đang sử dụng ngon lành, mua về xài liền nha, không phải suy nghĩ. Đấy, hoặc anh em nào mà muốn ngon hơn thì anh em chúng ta có thể tùy theo, ví dụ anh em chơi xe độ thì anh em sẽ ép cho nó cứng một xíu. Còn nếu anh em đi xe tàu hay là xe jean thì anh em có thể thoải mái bỏ vô nha. Còn đây, bộ đầu lòng này. Nó giới thiệu về bộ đầu lòng này một chút xíu. Thì bộ đầu lòng này là bộ đầu lòng 110 nha, anh em sẽ thấy đây. Đây. Quai đây nha, đó. Quai rồi đầu lòng đây. Đó, đầu là đầu ET nha, đúng đời. Quay 110 Thái là đầu ET nha. Đó. Đầu ET. Đấy, ốc chân lòng còn nguyên, chưa hàn đắp nha. Đó, ốc chân bô còn nguyên, chưa hàn đắp. Không bị dính ốc nha anh em, không bị dính ốc, không bị gãy ốc nha. Đó, thì bộ đầu lòng này mình bán nhanh cho anh em thôi. Bộ đầu lòng này đã có cốt rồi. Giá rẻ thôi anh em, giá là 2.300.000 nha. Đầu ET, lòng KFL trừ 2 nha. Giá là cực kỳ rẻ luôn anh em. Thì anh em nào có nhu cầu, anh em có thể liên hệ với shop mình. Còn giá này mình bao anh em trên thị trường giờ là giá quá tốt rồi. Đó, lốc bơm nhớt rồi, qua 110 rồi, bây giờ anh em kiếm là gần như không có nha. Dên 110 là còn đẹp nha. Đó, rồi ok, anh em nào có nhu cầu, anh em liên hệ với shop, số điện thoại 0915 434 973. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha.